Xin chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Lê Văn Minh Tuấn, giáo viên bộ môn toán trường Trung học cơ sở Phụ Mầu. Ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu đến các em bài đầu tiên trong phần hình học trực quan của chương trình lớp 6 bộ sách Cánh Diều. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu về đó là những vấn đề là tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thăng cân, hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng và đối xứng trong thực tiễn. Thì tiết 1 chúng ta sẽ nghiên cứu về tam giác đều và hình vuông. Bây giờ chúng ta hãy quan sát hình ảnh sau để tìm ra một số những biết về tam giác đều. Xin mời các em đi vào hình ảnh đầu tiên. Ở đây thầy có ba chiếc que với độ dài bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ sắp ba chiếc que này để nó tạo thành một hình tam giác như sau. Thì hình tam giác chúng ta vừa mới sắp được gọi là tam giác đều. Và để các em dễ dàng quan sát, thầy sẽ xoay tam giác đều này lại và đặt tên cho chúng. Cụ thể ở đây, thầy sẽ đặt tên tam giác này là tam giác ABC. Bây giờ chúng ta đi vào hoạt động tiếp theo. Với tam giác đều ABC, các em hãy trả lời cả câu hỏi sau. Câu A, so sánh cạnh AB, cạnh AC, góc ABC và góc ACB. Câu B, so sánh cạnh BC, cạnh BA, góc BCA và góc BAC. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát lại tam giác đều ABC. Và như lúc nãy thầy giới thiệu, tam giác đều ABC được tạo ra từ ba chiếc que có độ dài bằng nhau. Nên chúng ta có thể thấy được AB sẽ bằng AC. Vậy thì để trả lời câu A, ý thứ nhất, so sánh cạnh AB và cạnh AC thì chúng ta thấy cạnh AB và cạnh AC bằng nhau. Bây giờ để so sánh góc ABC và góc ACB thì thầy đã có một hình minh họa tam giác ABC. Để so sánh góc ABC và góc ACB thì chúng ta sẽ gấp tam giác đều ABC này sao cho cạnh AB trung với cạnh AC. Sau khi thầy thực hiện gấp thì định chúng ta thấy góc B và góc C bằng nhau. Vậy chúng ta có thể trả lời câu A như sau. Cạnh AB bằng cạnh AC, góc ABC bằng góc ACB. Chúng ta làm tương tự với câu B thì chúng ta cũng có thể so sánh được cạnh BC bằng cạnh BA, góc BCA bằng góc BAC. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại, khi chúng ta so sánh cạnh, chúng ta có cạnh AB bằng cạnh AC. Ở câu B thì chúng ta có cạnh BA bằng cạnh BC. Theo tính chất bắc cầu, chúng ta có cạnh AB bằng cạnh AC, cạnh AB lại bằng cạnh BC. Vậy ba cạnh của tam giác đều sẽ bằng nhau. Tương tự như thế, chúng ta có góc BCA bằng góc BAC, mà góc ACB lại bằng góc ABC. Vậy thì ba góc này nó cũng bằng nhau. Và đây là nhận xét đầu tiên của bài này, nhận xét về các tính chất của tam giác đều. Tam giác đều ABC sẽ có ba cạnh bằng nhau, AB bằng BC bằng CA. Ba góc ở các định ABC bằng nhau. Và ở trong hình học nói chung, tam giác nói riêng, các cạnh bằng nhau hay các góc bằng nhau thường được chỉ rõ bằng cùng một ký hiệu như hình bên. Ở đây chúng ta thấy tam giác ABC có cạnh AB, cạnh AC và cạnh BC dùng ký hiệu giống nhau, hay được nói là cùng một ký hiệu, nên nó biểu thị cạnh AB bằng cạnh AC bằng cạnh BC. Tương tự như thế, góc ở định A, góc ở định B và góc ở định C có ký hiệu giống nhau hoặc là cùng một ký hiệu, nên ở đây chúng ta có thể nói góc A bằng góc B bằng góc C.
Vậy thì bây giờ một vấn đề được đặt ra đó là làm thế nào để chúng ta có thể vẽ được một tam giác đều. Và để giải quyết việc đó, chúng ta sẽ đi vào mục số 2, vẽ tam giác đều. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một tam giác đều bằng thước và compa khi biết độ dài cạnh. Yêu cầu được đặt ra ở đây đó là dùng thước và compa vẽ tam giác đều ABC khi biết độ dài cạnh. Thì sau đây là một video được ghi lại quá trình vẽ một tam giác ABC. Các em hãy quan sát video. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cạnh AB. Sau đó chúng ta vẽ một phần đường tròn tấm A bán kính AB. Tiếp tục vẽ một phần đường tròn tấm B bán kính BA. Hai phần đường tròn này cắt nhau tại C. Chúng ta vẽ các đoạn thẳng AC, BC. Thì sau khi thực hiện, chúng ta sẽ được một tam giác đều ABC. Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước một. Bước thứ nhất, dùng thước vẽ một đoạn thẳng AB. Bước thứ hai, lấy A làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB. Và thầy sẽ minh họa bằng video như sau. Chúng ta vẽ một đoạn thẳng AB. Sau đó lấy A làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB. Và theo thứ tự lúc nãy chúng ta xem video trước thì chúng ta sẽ làm tương tự với B. Cũng lấy B làm tấm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính BA. Sau khi vẽ thì chúng ta gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn vừa vẽ. Bước cuối cùng chúng ta sẽ vẽ các đoạn thẳng AC và BC. Thì sau khi thực hiện 4 bước, chúng ta đã có được tam giác đều ABC. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp hình số 2. Và hình số 2 chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài hôm nay đó là hình vuông. Hãy quan sát hình bên và trả lời các câu hỏi sau. Ở hình bên, thầy đã cho một hình vuông HKLM. Và cả câu hỏi được ra. Câu A, so sánh các độ dài HK, KL, LM và MH. Câu B, các cạnh đối HK và ML, HM và KL của hình vuông HKLM có song song với nhau không? Câu C, so sánh độ dài hai đường chéo KM và HL. Câu D, nếu đặc điểm bốn góc ở các định HKLM của hình vuông HKLM. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết câu A. Đó là so sánh các độ dài HK, KL, LM và MH. Bây giờ thầy sẽ mời các em nhìn lên hình vẽ. Ở đây chúng ta thấy độ dài HK bằng độ dài cạnh của 4 ô vuông nhỏ. Độ dài KL cũng bằng độ dài cạnh của 4 ô vuông nhỏ, tương tự với độ dài LM và MH. Vậy thì chúng ta có thể kết luận độ dài của 4 cạnh này bằng nhau. Câu B, các cạnh đối HK và ML, HM và KL của hình vuông HKLM có song song với nhau không? Thì từ hình vẽ chúng ta có thể kết luận rằng các cạnh đối HK và ML song song với nhau. Các cạnh đối HM và KL song song với nhau.
Bây giờ chúng ta sẽ đến câu C. So sánh độ dài hai đường chéo KM và HL. Bây giờ chúng ta lại so sánh KM và HL. Chúng ta thấy KM có độ dài bằng độ dài của đường chéo 4 ô vuông. Tương tự HL cũng có độ dài bằng độ dài 4 đường chéo của cả ô vuông. Vậy chúng ta cũng có thể kết luận hai đường chéo KM và HL bằng nhau. Chúng ta đến câu cuối cùng. Câu D. Nếu đặc điểm bốn góc ở các đỉnh HKLM của hình vuông HKLM. Thì với câu hỏi này chúng ta có thể dễ dàng trả lời rằng bốn góc ở các đỉnh HKLM của hình vuông HKLM là các góc vuông. Và sau khi trả lời bốn câu hỏi được đặt ra thì đây cũng chính là bốn nhận xét của một hình vuông. Và hình bốn nhận xét này nó không chỉ đúng với hình vuông HKLM ở hình bên mà nó còn đúng với tất cả các hình vuông. Và thay cụ thể ở đây chúng ta có một hình vuông ABCD. Thì với hình vuông ABCD chúng ta có bốn cạnh bằng nhau và bốn cạnh hay là ký hiệu giống nhau. AB bằng BC bằng CD bằng DA. Hai cạnh đối AB và CD, AD và BC song song với nhau. Cụ thể cạnh AB song song với cạnh CD, cạnh AD song song với cạnh BC. Nhưng xét thứ ba, hai đường chéo bằng nhau đó là AC bằng BD. Bốn góc ở các đỉnh ABCD là góc vuông. Và góc vuông trong hình học chúng ta sử dụng ký hiệu như thế này. Góc A bằng góc B, góc C bằng góc D là bốn góc vuông. Vậy thì giống như bên tâm nhạc đều, để vẽ một hình vuông ta sẽ làm như thế nào? Ta đi vào mục số 2, vẽ hình vuông. Và để vẽ hình vuông thì chúng ta sẽ dùng một cái thước đặc biệt và thước này được gọi là thước Eke. Thầy đã có hình vẽ của cái thước Eke để giới thiệu cho các em ở đây. Và nhiệm vụ của chúng ta vẽ bằng Eke hình vuông ABCD biết độ dài cạnh bằng 5 cm. Tương tự ở bên tâm giác đều thì để vẽ hình vuông ABCD bằng Eke chúng ta cũng có 4 bước. Bây giờ chúng ta đi từng bước một. Bước 1, vẽ theo một cạnh góc vuông của Eke đoạn thẳng AB bằng 5 cm. Bước 2, đặt đỉnh góc vuông của Eke trùng với điểm A. Một cạnh của Eke nằm trên cạnh AB. Cạnh còn lại, tức là cạnh kia của Eke, chúng ta sẽ vẽ đoạn thẳng AD có độ dài 5 cm. Sau đó đến bước 3, xoay Eke rồi thực hiện tương tự ở bước 2 để được cạnh BC có độ dài bằng 5 cm. Chúng ta làm tương tự, đặt đỉnh góc vuông của Eke trùng với điểm B. Một cạnh của Eke nằm trên AB, vẽ theo cạnh kia của Eke đoạn thẳng BC có độ dài bằng 5 cm. Và thầy sẽ vẽ điểm C ra cho các em xem. Đến bước này chúng ta chỉ còn bước cuối cùng, đó là vẽ đoạn thẳng CD. Sau khi vẽ đoạn thẳng CD, chúng ta sẽ được một hình vuông ABCD thỏa mãn yêu cầu. Ở hình vuông, chúng ta nhớ lại kiến thức cũ. Ở tiểu học chúng ta đã học hai công thức liên quan đến hình vuông, đó là chu vi của hình vuông và diện tích của hình vuông. Thì chu vi của hình vuông được tính với công thức C bằng 4 nhân A. Diện tích của hình vuông sẽ được tính bằng công thức là cạnh nhân cạnh. Ở đây A là độ dài của cạnh của hình vuông ABCD. Và thay để ký hiệu, độ dài cạnh CD là A. Nên chúng ta có thể biểu diễn C bằng 4 nhân A, S bằng A nhân A. Và tiết vừa rồi chúng ta đã có học về phép tính nâng lên lũy thừa. Thì A nhân A chúng ta có thể viết thành
Á bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập liên quan đến tính chu vi và tính diện tích của một hình vuông. Bài tập vận dụng. Có một mảnh đất hình vuông với chiều dài cạnh là 30m. Ở bên trong mảnh đất, người ta lấy một phần đất hình vuông có chiều dài cạnh 10m để xây nhà. Câu A, tính diện tích mảnh đất và diện tích đất để làm nhà. Câu B, người ta xây hàng rào xung quanh mảnh đất và một cánh cổng rộng 5m, tính độ dài hàng rào. Thì với bài này thầy đã có hình vẽ minh họa. Chúng ta xem hình vuông ngoài này như là mảnh đất có độ dài cạnh là 30m. Ở bên trong mảnh đất, người ta lấy một phần đất hình vuông có chiều dài cạnh 10m. Thì thầy vẽ một hình vuông đại diện cho mảnh đất đó. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết câu A. Tính diện tích của mảnh đất và diện tích đất để làm nhà. Như chúng ta đã biết, diện tích của hình vuông được tính bằng công thức độ dài cạnh nhân độ dài cạnh. Thì ở đây chúng ta sẽ giải quyết như sau. Diện tích của mảnh đất là, vì mảnh đất này là mảnh đất hình vuông có độ dài cạnh là 30m, vậy thì diện tích sẽ là 30 × 30 bằng 900m². Diện tích đất để làm nhà chúng ta cũng có thể tính tương tự. Diện tích đất để làm nhà cũng là một hình vuông có chiều dài cạnh là 10m. Vậy chúng ta áp dụng công thức tính được diện tích đất để xây nhà là 10 × 10 bằng 100m². Bây giờ chúng ta đi qua câu B. Người ta xây hàng rào xung quanh mảnh đất và một cánh cổng rộng 5m, tính độ dài hàng rào. Thì ở đây hàng rào thầy đã tô màu lên cho các em thấy. Khi xây hàng rào thì người ta trừ lại một cánh cổng rộng 5m. Vậy thì để tính được độ dài hàng rào thì chúng ta phải tính được toàn bộ chu vi của mảnh đất, sau đó trừ chiều rộng của cánh cổng. Và công thức tính chu vi của hình vuông chúng ta đã được nhắc lại, đó là 4 nhân cho chiều dài cạnh. Và áp dụng vào bài này, chúng ta có chu vi mảnh đất là 4 x 30 được 120m. Vậy thì để tính được chiều dài của hàng rào hay là độ dài của hàng rào thì chúng ta phải lấy chu vi trừ cho chiều rộng của cánh cổng. Vậy thì độ dài hàng rào sẽ được tính là 120 trừ 5 bằng 115m. Vừa rồi chúng ta đã đi nghiên cứu về hai hình, đó là hình tam giác đều và hình vuông. Thì qua bài này chúng ta cần nhớ những nhận xét và tính chất sau của hình tam giác đều và hình vuông. Về tam giác đều ABC thì sẽ có 3 cạnh bằng nhau, AB bằng BC bằng CA, và 3 góc ở các đỉnh ABC bằng nhau. Thông thường chúng ta sẽ vẽ hình tam giác đều và sẽ có các ký hiệu như sau: AB bằng AC bằng BC, và các góc ở các đỉnh ABC bằng nhau. Nội dung thứ hai là về hình vuông. Hình vuông ABCD sẽ có, thứ nhất, 4 cạnh bằng nhau. Và thầy đã ký hiệu trên hình vẽ cạnh AB bằng cạnh BC bằng cạnh CD bằng cạnh DA. Hai cạnh đối AB và CD, AD và BC song song với nhau. Hai đường chéo bằng nhau, đó là AC bằng BD. 4 góc ở các đỉnh ABCD là góc vuông. Thì sau đây sẽ có một số nhiệm vụ cho các em ở nhà. Đó là làm bài thực hành thứ nhất, hãy dùng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có độ dài cạnh bằng 4cm. Bài thực hành số 2, hãy dùng eke vẽ hình vuông MNPQ có độ dài cạnh bằng 7cm. Sau đó các em hãy hoàn thành bài tập số 2 và 3A trang 97 ở sách giáo khoa.
Và để chuẩn bị cho tiết số 2 thì các em hãy cắt cho thầy 6 tam giác đều có độ dài cạnh bằng 10 cm. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em.